Truyền thông Mỹ nói rằng, phương Tây dường như đang gặp thách thức trong việc đào tạo phi công Ukraine lái máy bay F-16 do rào cản về mặt ngôn ngữ. Politico dẫn nguồn thạo tin từ chính quyền Mỹ cho hay, khả năng tiếng Anh chưa đạt tiêu chuẩn đã khiến một số phi công Ukraine chưa thể tham gia các khóa huấn luyện điều khiển tiêm kích F-16 do phương Tây tổ chức. Nguồn tin nói rằng, Ukraine hiện có một nhóm 8 phi công thông thạo tiếng Anh đã sẵn sàng tham gia đào tạo để lái tiêm kích do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, theo Politico, trình độ tiếng Anh vẫn là một vấn đề nan giải với 32 phi công Ukraine còn lại trong chương trình đào tạo F-16. Vì vậy, 20 phi công có trình độ tiếng Anh cơ bản sẽ phải bắt đầu học tiếng Anh trong tháng này. Ukraine đã nhiều lần kêu gọi phương Tây viện trợ F-16 trong thời gian qua, cho rằng các máy bay chiến đấu này sẽ giúp Kiev đạt ưu thế trước Nga. Tuy nhiên, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho rằng các tiêm kích F-16 sẽ có tác động hạn chế do sự xuất hiện của các hệ thống phòng không dày đặc trên tiền tuyến. Mặc dù vậy, vào giữa tháng 5, Anh và Hà Lan đã công bố một liên minh quốc tế để giúp Ukraine mua tiêm kích do Mỹ sản xuất với tổng số 11 quốc gia NATO tham gia. Các nguồn tin cho biết, Mỹ dường như đã có động thái bật đèn xanh để cho phép các đồng minh chuyển F-16 cho Ukraine. Tháng trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow sẽ coi việc chuyển giao những chiếc F-16 có khả năng mang vũ khí hạt nhân cho Ukraine là một mối đe dọa từ phương Tây. Ông cảnh báo, Mỹ và các đồng minh NATO đang tạo ra nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga, và điều này có thể dẫn đến những hậu quả thảm khốc. Trong khi đó, Viktor Bondarev, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang Nga, cho rằng các máy bay chiến đấu F-16 sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga nếu chúng được cung cấp cho Ukraine, vì hầu hết các cuộc giao tranh đều diễn ra trên mặt đất. Theo ông Bondarev, cơ sở hạ tầng của Ukraine không hoàn toàn phù hợp để vận hành F-16, vì một số lượng lớn các sân bay nơi các máy bay chiến đấu này có thể cất cánh đã ngừng hoạt động. Ngoài ra, ông cho rằng, khóa đào tạo cơ bản tiêu chuẩn cho phi công F-16 kéo dài 9 tháng, bao gồm hơn 300 giờ huấn luyện lý thuyết và hơn 670 giờ huấn luyện mô phỏng. Sau đó, học viên phải thực hiện 130 lần xuất kích, thực hành sử dụng tên lửa và bom. Vì vậy, để có thể vận hành F-16, Ukraine có thể sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.